ra có được một highlight rồi, nhưng không biết rằng là có được highlight khác không. Katapur thắng 2 AC. Sóng mà. Đây là bãi quả đầu của game thủ U98. Còn đây là Maxi trong tay của cậu Hưởng. Hello anh em. Làm xin lỗi nghỉ sớm rồi. Đúng rồi, thắng là phải do may mắn đâu. Xin lỗi anh em nói nhầm đấy. Thắng không phải là do may mắn đâu. Ý là trận đấy là thắng rồi. Rồi làm xin lỗi nghỉ anh em nhá. À, ổn. Xong rồi em sẽ về stream. Em ấy được 17 cái clip rồi. Chỉ có 3 cái. Lấy thẻ ngân hàng. Lấy thẻ ngân hàng ông phải là tự ông lấy cơ. Nó phải ký gì nữa mà. Rồi. Không lấy không được. Quan trọng là không lấy được ấy. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận đấu đầu tiên của trận đấu thứ 3. Maxi dành cho VH 25 nông dân. Thế kế được chưa bây giờ đấy ăn quà. Đời rồi kìa. Sớm hết nhỉ. Hôm nay thì phong độ của VH đang rất cao chứ. Ôi còn đây là Sumerian nhà kín bưng này. Này trận này có cửa đấy chứ. À như vậy là theo thành lạc báo về là không có cửa thua ở trận này. Đỗ không? Mẹ bỏ mấy. Thành Lắc bảo là trận này lấy đâu ra cửa thua nhưng không bắt tôi bỏ mấy. Chiều có kèo không Kami? Chiều có nhá mọi người. Anh em game thủ đang đứng đợi để đợi kèo này xong để đánh kèo 44 đây. Ngay sau kèo đó này sẽ kèo 44 luôn. Sẽ phát trên phép mạnh hàng cho mọi người. Chào Vũ Hồng Thịnh. Vũ 22 kèo 22 nhá mọi người. Trần Ngọc Kami bảo anh em nhà kèo đi đánh thêm vài xe nữa phục vụ anh em. Nốt xe này sẽ đến một kèo 22 khác nha mọi người. Sẽ có một kèo 22 khác. Một kèo hot hơn, một bình luận viên cũng hay hơn. Kèo hot đó là Mạnh Hào, Bùi Phương Nam đánh với Hoàng Mạnh Như với ai đấy. Còn bình luận viên đó là Hải Mario Ốc Trô. Chào tất cả mọi người. Thế là bình bình. Rồi trở lại với máy của Văn Đường.
Trận đấu mà hưởng em đời rất sớm. Rồi bạn là Katasen, không biết là TP đánh cái gì đây. Nếu như TP mà đánh cung thì chúng ta hoàn toàn có cửa trong trận này khi mà Max lên này sớm. Cực sớm. À không, xin lỗi các bạn là Katha đi ăn mình đợi cực sớm. Tới từ văn hưởng đó là một tình huống vậy tuyệt vời. Phải có đang phong độ cao nhưng vấn đề rằng bây giờ thì TP sẽ bắn văn hưởng. Văn hưởng đây là máy của đối thủ 8 tham lai 42. Chỉ nắm bắt đầu đẩy quân. Dẻo trong tuần này. Ôi đỡ nhà dẻo quá chị Nám ơi. Vâng, mang đơn Summer ra để đập. Á, à, cung rồi không rát. Đỡ được rồi, chắc chắn đỡ được rồi. Vâng, chưa đỡ được. Chưa đỡ được. Hết cung rồi, hết cung rồi. Ủa rồi, tôi thể chơi này. Rồi, đỡ nhà rất dẻo, đáng đâu không đỡ được nhà rồi.
rất dẻo rồi. Đó là cực kỳ dẻo. Thưởng tham lai là 30. Mặt máy tới được ui dám à. Tham lại là 26. Vẫn đang còn một cơ sở bên trong nữa dành cho nguyên thủ ui dám. Tưởng vẫn đang đánh rất khỏe này. Có y bắt đầu có y sinh đồng 3 rồi. Nhưng cái này lùi. Lùi. Rất đông quân. Dây Cường đánh hay quá. Đó, như vậy là 1-0 trong C3 thì Team Game TV thôi.